làm thờ xây dựng như mình này là nên áp dụng mua cái máy này hiệu quả rất nhiều luôn. Cảm ơn chị. Ok. Xin chào tất cả anh em nhá. Ngày hôm nay thì Sô Tô Đô lên Sơn Tây để thăm vợ chồng của anh Công đang áp dụng công nghệ phun vữa ra tường. Đấy, anh em xem đây. Anh làm một cái đây là chị là chị gì? Huyền. Huyền cứ đây Huyền. Huyền biết đấy. Huyền. Thì anh làm một cái xe như thế này luôn, để nó như thế này thì nó rất là tiện. Thì Huyền bây giờ làm quen gì? Quen rồi, làm cái máy này rất nhanh nhàn. Bây giờ là gấp 3 gấp 4 so với ngày trước là trộn nước, cắt nước, cắt tay là lâu hơn bên này rất nhiều. Làm cái này nhanh. Nhưng mà đây là chị Huyền, đây là vợ của anh Công cai thầu anh em ạ. Thì chị thấy là có hiệu quả không? Hiệu quả lắm. Cái này sáng ngày nhà mình phun tiếng 20 phút, mình bấm đồng hồ tiếng 20 phút là vừa mới xong. Còn ngủ trong kia rất là nhanh. Các bạn làm thờ xây dựng như mình này là nên áp dụng mua cái máy này hiệu quả rất nhiều luôn. Cảm ơn chị. Ok. Vâng. Nói chung là khi mà đến thăm anh chị mà thấy làm như thế là chúng tôi cực kỳ vui anh em ạ. Rất vui. Thế nào thì rất vui. Cái này chỉ 2 củ là được. 2 củ. Đấy, nhà chị 2 người thôi. Bật máy á. Này, nó không cần sàn cát. Cái này là không cần sàn cát luôn đúng không chị? Đây, anh em xem nhá. Anh em phải sàn cát đâu. Đặt 2 cái tấm này lên này. À, đặt 1 tấm này lên này. Là không phải sàn luôn. Đấy, đá sỏi luôn. Sau này là lên tầm 3, tầm 4 là cũng là chỉ dùng cái máy này là lên là phun thôi. Không phải sơn, không phải sàn cát. Hôm trước anh thấy chị làm cái khác mà làm hôm trước là nhà khác đúng không? Nhà khác, hôm nay là nhà khác. Xong rồi. 3 ngày xong một cái nhà đấy rồi. 3 ngày xong một cái nhà anh em ạ, nhưng mà cái này là nhà thứ hai. Cái nhà kia thì tầm khoảng bao nhiêu mét? Nhà kia là 100 mét vuông. 100 mét vuông là 3 ngày thôi. Xong chưa hết là thiệu luôn. Ok. Rất là tuyệt vời anh em ạ. Đây giờ chị còn mới làm ấy. Cái này anh tính khoảng 4 ngày. Đây là 4 ngày. Đây là to hơn. Qua đây quay này. Tầm khoảng 4 hôm là sẽ xong cái nhà này. Cái nhà này anh Công ước tính tầm 4 hôm. Anh chát xong. Trong kia chỉ có 2 người thôi. Có 2 thợ thôi đấy anh. Trong bên trong thì hai thợ, còn bên ngoài này thì hai phụ, chị với một cô nữa. Đó. Thế làm thôi. Đó, tuyệt vời anh ạ. Chị làm mới có chị tôi xin giới thiệu với anh em là vợ chồng anh Công chị Huyền là mới làm cách đây có tầm khoảng 1-2 tuần thôi, nhưng mà làm quá là chuyên nghiệp luôn, rất là quen việc. Vữa rất là đẹp nha, vữa cực kỳ đẹp. Có ông đấy, ông thầu ấy, vâng. Ông bảo là kiểu là mình nói chuyện là làm như thế ông không tin. Ông bảo là không thể tin được là được như thế. Ông bảo cho ông thuê máy một ngày. Cho là nếu mà như thế thì ông ý không phải thuê, đến đây là kem. Đến đây đúng rồi. Đến đây kem luôn, chứ còn thuê thì thuê. Không bảo không thể tin được mà làm được nhiều như thế. Nhưng mà đến đây kem. Đấy, tại vì thuê mình là phải thuê của mình. Đấy, nhưng mà nếu mà thuê là phải, chúng ta phải nhà chị phải lỗi cơ. Nhà chị có cái nhà thì không người đi theo được. Nếu mà cho thuê là phải có đấy, nhà chị, thì bà đi theo được. Chị sụp đầy. Nhưng mà vận hành máy nó quen rồi, thì ai cũng vận hành được. Đấy, nhưng mà bảo là bây giờ đang bố cái nhà thì làm sao không thuê được. Chính xác, chính xác. Nhưng mà là đến đây thì thực tế máy như nào, tại là nhìn thấy là không phải sàn cát, không phải tơi cát lên, cát tầm cao là đã là nó cao như công ngồi. Đấy, lại nhìn thực tế nó không nhanh như thế. Anh nhìn anh bảo rồi, đúng canh thật, để hôm nào thì muốn để đến đây để mua. Cảm ơn chị, rất là tuyệt vời anh em ạ. Ông đây là nói thật chứ không phải là nói thật, nhìn thôi mà. Với chị phụ ứng nhàn. Đi làm xong một cái nhà là cái máy này rồi. Đấy, nhưng là trong cái nhà ở ngoài phía xa, cái máy này. Ngoài phía xa là cũng nghĩ là rất nhiều người là tò mò đến xem đông lắm. Hôm nọ nhà hôm là, đấy cái hôm bọn em đến đấy là phun được hơn tiếng là một đốc. Vâng. Cao là 6 mét, dài là 11 mét. Bước ngoài. Còn, hôm đấy phun thử chị mấy bao không? Còn 2 ngày sau là phun xong. Cả mấy cái đốc kia là tổng là 3 ngày là xong, nhà 100 mét. Trăm mét. Nhanh mà, nhìn rất là nhanh. Nhưng cần ít người, không phải cần ít người. Có nhiều người đâu, đây có hai phụ ở đây là kịp. Chị vừa xúc đầy thì có thể quan sát máy hoạt động.
đấy chỉ đấy đừng nó hở e được. Ồ, nhà bên kia là chị phun trần rồi anh em ạ. Cắt chân thôi, đấy, cái nhanh. Này cắt chân thôi. Chị cứ đẩy hơi cho nó tè ra là nhanh lắm. Đẩy hơi tè to vâng. Ra, thế để là để gần lại gần. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Bữa mình dẻo dẻo tí là bám cắt chắc rồi. Làm gì nhầm trần nhanh thường nhanh. Tắt máy rồi. Đấy anh cúi vuông góc. Anh ạ, đoạn nào mỏng mỏng anh bù lên đó. Anh mình cần bắt tắt cái này. Chẳng hạn như thế là chắc tịch là sao người đã hút hào dương đó, tức là nhà tư hành là tuy rồi này rất là